kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Xin kính chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Và nhân dịp năm mới, Nhật An xin kính gửi đến quý vị một lời chúc, đó chính là nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc. Và kính chúc quý vị chúng ta sẽ có sức khỏe thật là tốt trong mùa Tết này. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà mới do Mark Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà của anh Điệp ở Hải Phòng. Và trước khi chúng ta đến tham quan căn nhà của anh Điệp ở Hải Phòng thì cũng như thường lệ thôi, Nhật An sẽ giới thiệu lại về kênh YouTube của Mark Home và nhà đẹp Mark Home. An đã đọc một số comment ở bên dưới là nhiều quý vị thắc mắc là ủa tại sao clip nào Nhật An cũng cứ giới thiệu đi, giới thiệu lại về Mark Home như vậy. Bởi vì kính thưa quý vị, nếu mà với những quý vị nào mà chúng ta đã là fan của Mark Home, đã theo dõi rất là nhiều rồi, thì chắc chắn những cái thông tin về Mark Home là quý vị đã nắm được. Nhưng mà có những quý vị lần đầu tiên mà chúng ta xem qua về video của Mark Home thì chắc chắn cũng muốn biết Mark Home là công ty như thế nào. Thì Mark Home là công ty về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp các tỉnh thành của đất nước Việt Nam. Từ Bắc, Trung, Nam đều sẽ có những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công. Và như quý vị có thể thấy trên kênh YouTube thì bên cạnh những bản vẽ nhà mà Nhật An đã giới thiệu quý vị mỗi ngày thì chúng ta còn cập nhật cả những công trình thực tế, từng giai đoạn của công trình, cả những công trình đã hoàn thiện rồi để quý vị có thể thấy được là tiến độ thi công cũng như chúng ta so sánh được từ bản vẽ 3D ra thực tế thì ngôi nhà của Mark Home sẽ thi công như thế nào nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có những chuyên mục liên quan đến phong thủy nè, hay là những cái kết cấu của ngôi nhà như là dầm, cột vân vân để quý vị có thể nắm được về thông tin của công trình. Và sau khi quý vị đã yêu thích kênh Mark Home và nhà đẹp Mark Home trên YouTube thì chúng ta cũng có thể theo dõi Mark Home trên nhiều nền tảng khác. Ví dụ là Facebook thì chúng tôi sẽ có trang là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home với hơn 40.000 lượt thích. Hoặc là nếu quý vị tham gia nền tảng TikTok thì có thể là ghé qua kênh nhà đẹp Mark Home với hơn 70.000 lượt theo dõi quý vị ha. Và về website thì chúng tôi cũng có trang web là thiết kế thi công trọn gói .com. Thì trang web này chúng tôi cũng cập nhật liên tục những mẫu nhà mới cũng như những công trình của chúng tôi. Ngoài ra còn có thước lỗ ban online, quý vị có thể truy cập và chúng ta tham khảo nhé. Một vấn đề mà Nhật An cứ phải nói hoài bởi vì em nghĩ là đây là thông tin tất cả quý vị cần phải nắm được, đó chính là về những chương trình khuyến mãi. Thì chúng tôi đang chạy chương trình như là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và giảm 10% phí thiết kế khi ký kết hợp đồng online. Với rất nhiều khuyến mãi hấp dẫn như vậy thì quý vị đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với những số hotline của Mark Home đang chạy trên màn hình để sẽ được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất quý vị nhé. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì An sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ đến thăm ngôi nhà của anh Điệp ở Hải Phòng. Thì đầu tiên, với cái nhìn đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là cái mẫu nhà này là một trong những mẫu nhà An luôn ví von là best seller, tức là sẽ được yêu thích nhất và sẽ luôn luôn cứ mỗi lần mà post cái mẫu nhà này lên thì chắc chắn sẽ có quý vị vào hỏi về cái mẫu nhà này. Bởi vì đây là một mẫu nhà có dấu ấn của Mark Home rất là rõ nét. Và đây là một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật phong cách hiện đại ha. Và về thiết kế hiện đại của Mark Home thì như An đã chia sẻ, đó chính là chúng tôi sẽ chia ra hai trường phái chính, một bên là tân cổ điển và một bên là hiện đại. Với thiết kế hiện đại thì chúng tôi sẽ đánh mạnh vào hình khối, về công năng cũng như là về vật liệu. Bởi vì thiết kế hiện đại thì nó sẽ không cầu kỳ về những cái chi tiết hoa văn trang trí, những cái phù điêu như là bên tân cổ điển, mà ngược lại chúng tôi sẽ đánh mạnh vào những cái chi tiết liên quan đến vật liệu nè, về màu sắc hơn. Và thiết kế hiện đại thì nó sẽ không có gò bó, cho nên chúng ta cũng không nhất thiết là phải đặt cái tỷ lệ đối xứng hai bên của căn nhà hay như thế nào đó quá cầu kỳ như là một căn nhà tân cổ điển. Ngược lại thì nhà hiện đại thì kiến trúc sư họ sẽ đẩy mạnh về cái tính sáng tạo hơn, tự do phóng khoáng hơn. Với nhà của anh Điệp ở đây thì quý vị có thể thấy là phần mái Nhật nó cũng đóng góp một cái công rất lớn vào vẻ đẹp của căn nhà.
Bởi vì máy Nhật là cái loại máy nó sẽ có cái vẻ đẹp khá là bình dị, nó không có quá khoa trương, nhưng mà càng nhìn thì chúng ta sẽ càng thấy đẹp. Và máy Nhật khi du nhập về Việt Nam thì cái độ cao nó đã được cải thiện so với bản gốc của nó ở Nhật Bản, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng chống nóng cũng như là dột nước mưa của máy Nhật ở Việt Nam của chúng ta ha. Về phần máy này chúng ta sẽ lợp máy ngói Fuji có màu xanh dương. Và ngói Fuji là cũng là loại ngói du nhập từ Nhật Bản luôn. Và Nhật An đã nói rồi, nước Nhật là một đất nước mà họ sẽ tập trung vào chất lượng hơn là số lượng cũng như là mẫu mã. Tức là họ sẽ đánh vào cái chất lượng, tức họ yêu cầu là các sản phẩm nếu xuất phát từ Nhật Bản hoặc có nguồn gốc từ Nhật thì quý vị sẽ biết là lúc nào về chất lượng nó cũng là rất là được đảm bảo. Thì về ngói Fuji cũng vậy, đề loại ngói có luôn được khen đó chính là siêu bền và siêu nhẹ. Nhẹ là như thế nào? Bởi vì trọng lượng của nó sẽ giảm hơn 40% so với các loại ngói thông thường khác. Còn đẹp thì nó sẽ nhờ vào công nghệ phủ ceramic, cho nên độ bền màu có thể lên đến 30 năm. Cho nên là quý vị có thể thấy được là ngói Fuji khi mà được xuất hiện ở những căn nhà của Mắc Hôm thì luôn nhận được sự hài lòng tối đa từ các gia chủ. Đó là về phần mái ha. Một đặc điểm tiếp theo của căn nhà anh Điệp mà em muốn nói qua đó chính là về phần vật liệu. Thì ngôi nhà chúng tôi sẽ sử dụng kết hợp một số vật liệu như sau. Với phần tường sơn thì chắc chắn chúng tôi sẽ là sơn Mắc Hôm rồi quý vị ha, với hai gam màu là màu trắng và màu xanh ghi. Sơn Mắc Hôm thì dòng sơn nó xuất phát từ Mắc Hôm chúng tôi để phân phối luôn. Và với dòng sơn của Mắc Hôm thì quý vị hoàn toàn có thể thấy là vẫn đảm bảo được độ bền màu nè, hay là về chống chọi điều kiện thời tiết hay bụi bẩn thì cũng không hề thua kém bất kỳ loại sơn nào trên thị trường. Nếu quý vị muốn trực quan hơn, chúng ta có thể xem những cái video, những công trình thực tế của Mắc Hôm chúng tôi đang thi công xây dựng thì cũng có rất nhiều gia chủ đã tin tưởng và sử dụng sơn Mắc Hôm. Thì quý vị có thể tham khảo xem là sơn Mắc Hôm khi mà lên một ngôi nhà thực tế nó sẽ như thế nào ha. Và ngoài ra chúng tôi sử dụng các vật liệu, ví dụ ở đây là đá chẻ ở phần dưới chân tường nè, có màu ghi đậm, hay là có những khu vực chúng ta sẽ ốp gạch Inox. Thì gạch Inox chúng tôi sẽ bao gần như là trọn vẹn hai cái chiếc cột ở hai bên của căn nhà này, quý vị thấy không ạ? Từ phía dưới tầng 1 lên đến trên tầng 2 luôn đều là gạch Inox. Và cái phần này anh nghĩ nó khá là quan trọng, bởi vì nó sẽ là một cái điểm nhấn cực kỳ đặc biệt của căn nhà này. Có một số căn nhà khác cũng sử dụng gạch Inox nhưng mà chỉ là một số khu vực thôi, ví dụ là bên trên cửa sổ hay là như thế nào đó. Còn ở đây khi mà đặt ở ngay cái phía mặt tiền mà chúng ta thấy gạch Inox rất là phủ, rất là đầy như vậy thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy ấn tượng ngay. Và gạch Inox là gạch như thế nào mà lại được ưa chuộng như vậy? Thì gạch Inox nó cũng có rất nhiều ưu điểm luôn quý vị ạ. Bởi vì trong các loại gạch mà ốp tường hiện đại ngày nay thì gạch Inox nó sẽ có ưu điểm. Thứ nhất là có nhiệt độ nung lên đến 1200 độ C, cho nên là cái độ cứng cáp của nó là chúng ta không cần phải bàn cãi. Nếu mà chúng ta ốp tường ở ngoài trời á thì em nghĩ cái yếu tố chúng ta luôn phải quan tâm là cái độ cứng. Bởi vì không ai muốn cái căn nhà của mình ốp đá hay như thế nào một thời gian nó lại bị nứt nẻ, đúng không? Thì cái bên ngoài của căn nhà mà nó sẽ rất là xấu, cho nên gia chủ họ sẽ hạn chế tối đa. Cho nên thay vì chúng ta lựa chọn những cái loại vật đá mà ốp bên ngoài rẻ tiền hơn nhưng mà sau một thời gian ngắn nó lại bị nứt nẻ hay là như thế nào đó, thì thay vì như vậy quý vị nên đầu tư là chúng ta ốp cái Inox. Như là kiến trúc sư của Mắc Hôm tôi thể hiện ở đây thì quý vị sẽ thấy là cái độ bền của nó sẽ rất là cao. Và thứ hai, cái Inox sẽ sử dụng công nghệ MiroGore cho nên nó có khả năng tự làm sạch. Và sau một thời gian sử dụng ha, dù nắng mưa hay nào, bám bụi hay nào đó mà quý vị chúng ta chỉ cần chúng ta lau chùi lại thôi thì cái gạch Inox của mình nó sẽ trở nên như mới. Thì đây là một cái điều mà em thấy rất là hay. Bởi vì nguyên vật liệu em đã nói là ở ngoài trời nó cũng rất là quan trọng, nó đóng góp nên cái ấn tượng đầu tiên của mọi người khi mà đến ngôi nhà của quý vị. Cho nên là chúng ta chăm chút một chút xíu, thà là chúng ta đầu tư ngay từ đầu, chúng ta đầu tư cho nó xứng đáng luôn, để căn nhà của mình là một cái tâm huyết mà, đúng không? Không ai muốn sau thời gian ngắn mà nó xuống cấp hết. Cho nên thà là chúng ta tốn ngay từ đầu, chúng ta để mà chúng ta có được cái thành quả lâu dài thì nó vẫn tốt hơn là mình lựa chọn những cái vật liệu mà nó kém chất lượng rồi sau thời gian nó xuống cấp, đúng không? Cho nên là sự đầu tư về Inox là sự đầu tư rất cần thiết. Một chi tiết nữa của căn nhà mà ông muốn nói qua đó chính là những cái phần bồn hoa cũng như là tiểu sảnh giàn hoa của căn nhà thì em thấy rất là ấn tượng. Bởi vì vốn dĩ màu sắc của căn nhà này thì quý vị thấy nó cũng đã hơi lạnh lùng một chút xíu, nó nghiêng về gam màu lạnh. Bởi vì ngoài cái màu trắng và màu ghi là hai cái tông màu trung tính thì còn lại ngôi nhà gần như là màu lạnh hết. Bởi vì cái màu xanh của mái nè hay là cái phần tường màu xanh ghi nè, đây là đều là hai gam màu lạnh. Cho nên nếu mà chúng ta không có thêm những cây cảnh vào
để mà nó cân bằng lại thì ngôi nhà chúng ta nhìn đôi khi nó sẽ hơi bị thô cứng. Do đó khi mà chúng ta có khu vực bồn hoa và tiểu sảnh ở đây thì gia chủ nếu mà trồng được cây cối hoa như là trong bản vẽ 3D thì em thấy rất là lý tưởng luôn. Nó sẽ mang đến một cái sinh khí rất là nhiều cho không gian nhà của quý vị. Và cây cảnh phía trước căn nhà cũng là một cái dấu hiệu tốt về mặt phong thủy ha, nó luôn mang đến sinh khí. Bởi vì cây cảnh bên cạnh cái việc mà nó giúp chúng ta trao đổi khí tốt hơn cho căn nhà thì nó cũng trang trí rất là đẹp nữa. Và khi quý vị sau ngày làm việc mệt mỏi đi về căn nhà mà thấy cây hoa lá ở phía trước căn nhà của mình thì chắc chắn chúng ta cũng cảm thấy là mệt mỏi tan biến đi phần nào. Và vì vậy thì An luôn nhắc đi nhắc lại đó là nếu chúng ta trồng, không trồng thì thôi, không trồng thì có thể để trống, còn đã trồng cây hoa thì phải chăm sóc để luôn luôn sẽ giữ được cái vẻ đẹp cho căn nhà của mình. Và một chi tiết của căn nhà anh Điệp mà muốn nói qua nữa đó chính là phần giàn hoa được sơn trắng ở ban công tầng 2. Ở bên trên chúng ta sẽ đặt một cái lớp máy kính để che nắng che mưa ha. Và cái phần giàn hoa này thì An đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đó chính là nó sẽ là một phần phụ của căn nhà thôi. Nó không phải là không có giàn hoa thì căn nhà nó vẫn như vậy, nhưng mà khi có nó vào thì nó sẽ mang đến cái độ duyên dáng hơn rất nhiều cho căn nhà của chúng ta. Và phần giàn hoa này thì sẽ có rất nhiều vật liệu để quý vị lựa chọn, có thể bằng bê tông, có thể bằng gỗ công nghiệp, có thể bằng sắt thép, nhưng mà đa phần thì kiến trúc sư của Mắc Hôm sẽ cho lời khuyên là chúng ta nên làm bằng bê tông thì nó sẽ vững chắc hơn cho cái giàn hoa của quý vị. Đó là về ngoại thất của căn nhà anh Điệp, một căn nhà An thấy là rất là đẹp luôn ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào bên trong bằng cách anh sẽ mở mặt bằng của căn nhà anh Điệp lên và chúng ta sẽ quan sát hai không gian tầng 1 và tầng 2 của nhà anh Điệp nhé. Đầu tiên với không gian tầng 1 của nhà anh Điệp thì quý vị thấy là An sẽ đọc về kích thước đi ạ. Thì căn nhà này sẽ có chiều dài là 15,58m và chiều rộng là 8,02m. Từ đó anh tính được diện tích sử dụng của cả hai tầng là rơi vào tầm khoảng 250m². Và em xin nhắc lại một chút xíu đó chính là về diện tích sử dụng và diện tích xây dựng. Thì đây là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau, quý vị phải phân biệt rõ giúp em. Tức là diện tích sử dụng nó sẽ được tính bằng diện tích phần chính là phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng thờ cộng lại với nhau. Còn gì cộng thêm là diện tích phần phụ là ví dụ là nhà vệ sinh, nhà kho chẳng hạn. Đó là diện tích sử dụng ha. Còn diện tích xây dựng sẽ bằng diện tích sử dụng cộng cho thêm diện tích khác, đó là móng mái sân tầng hầm. Vậy nên theo lẽ đó thì chắc chắn diện tích sử dụng nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn so với diện tích xây dựng. Thì quý vị phải nắm được hai cái khái niệm và hai cái diện tích này để mà khi chúng ta trao đổi với kiến trúc sư và chúng ta làm việc với nhà thầu thì chúng ta sẽ nắm được để rõ là căn nhà của mình diện tích sử dụng là bao nhiêu và diện tích xây dựng là bao nhiêu. Thì bây giờ em sẽ nói qua một chút xíu về công năng đi. Thì quý vị thấy là tầng 1 ta bước từ sảnh chính vào bắt gặp ngay khu vực phòng khách nè. Phía sau là khu vực phòng ăn và cách có lối cửa ha, đi vào là phòng bếp. Tầng 1 sẽ có hai phòng ngủ và có một khu vực phòng tắm và nhà vệ sinh được tách biệt với nhau. Thông thường thì khu vực tắm và nhà vệ sinh sẽ gộp chung, nhưng mà An nói rồi, lý tưởng nhất thì vẫn là phòng tắm riêng, nhà vệ sinh riêng. Thì đây vẫn là cái trường hợp lý tưởng nhất để chúng ta sẽ sử dụng nó một cách tiện lợi hơn. Ngôi nhà sẽ có một số lối tiếp cận là ví dụ từ sảnh chính bước vào nè, vào một lối cửa từ sảnh cửa hậu đi ra mặt bên của căn nhà. Và liên quan đến phong thủy, An sẽ nhắc một chút xíu đó chính là về không gian phòng khách. Thì An xin nhắc cho quý vị đó chính là cửa chính của phòng khách thì chúng ta kỵ cửa chính có hình vòng cung. Vì trong phong thủy cửa hình cung giống như là bia mộ, không đem lại may mắn cho người còn sống. Vì vậy quý vị không nên thiết kế cửa chính theo hình dáng này. Ngoài ra thì cửa chính cũng kỵ cửa nghiêng. Cửa nghiêng tức là cửa có đường chéo hoặc trần nghiêng xuống, do loại cửa nghiêng sẽ phá hỏng phong thủy tốt trong nhà, gây những sự cố ngoài ý muốn khiến cho người trong nhà không kịp đối phó, không tốt cho sự nghiệp và vận mệnh. Và với căn nhà của anh Điệp ở đây thì quý vị thấy bản vẽ 3D lúc nãy anh đã review rồi ha, thì rõ ràng căn nhà này cái cửa nó sẽ rất là vuông vức, chứ nó không hề làm cửa hình cung hay là cửa nghiêng, cho nên chúng ta sẽ không phạm vào những cái điều phong thủy này. Và tiếp theo một chút xíu em muốn nói đến đó chính là hướng. Thì theo truyền thống thì bốn hướng chính Đông Tây Nam Bắc biểu thị cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Còn trong phong thủy sẽ là tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long và hữu Bạch Hổ. Thông thường khi dựng cửa có bốn sự lựa chọn chủ yếu là mở cửa hướng Nam, cửa Chu Tước, cửa mở bên trái hướng Thanh Long, mở cửa bên phải cửa Bạch Hổ và cửa mở hướng Bắc là cửa Huyền Vũ. Cho nên quý vị có thể tham khảo qua la bàn phong thủy trước khi chúng ta bắt tay vào xây dựng để chúng ta biết chúng ta nên đặt cái cửa hướng nào cho tốt nhất cho phần mệnh của gia đình mình nhé. Đó là về phong thủy một chút xíu liên quan đến phòng khách. Bây giờ sẽ nói đến phòng bếp ăn.
Thì nếu như phong thủy phòng khách thì chúng ta rất là chú trọng đến cửa chính như An vừa nói. Thì phòng bếp chúng ta sẽ chú trọng đến nơi đặt bếp nấu để hỏa khí từ bếp có thể đốt cháy hết những khí ở trong nhà. Và thường á quý vị, thì chúng ta đặt bếp thì nên đặt theo là nguyên tắc là tọa hung hướng cát, tức là bếp được đặt ở vị trí xấu còn quay về hướng tốt. Và thông thường thì bếp được đặt quay về hướng đông và hướng đông nam. Theo phong thủy, hai hướng này thuộc hành mộc, còn bếp thuộc hành thủy và hỏa. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, vì vậy ba hành này sẽ hỗ trợ cho nhau. Hơn nữa, hành mộc ở giữa sẽ giúp cân bằng hai hành thủy và hỏa xung khắc với nhau. Và với căn bếp của nhà anh Điệp thì quý vị có thể thấy là ngay cái khu vực kệ tủ bếp thì chúng tôi sẽ thiết kế là kệ tủ bếp hình chữ L ha. Và hình chữ L cũng là một cái dạng kệ tủ bếp phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, bởi vì nó phù hợp với gần như là mọi cái diện tích. Dù diện tích chúng ta nếu mà quá nhỏ thì đương nhiên chúng ta không đặt chữ L được, nhưng mà đa phần á, căn bếp mà chúng ta đã thiết kế thì đều có thể đặt được chữ L, bởi vì đều có cái góc vuông, mà kệ bếp chữ L nó sẽ tận dụng được tối đa cái góc vuông của mình. Còn về diện tích thì như An nói rồi, nếu mà chúng ta diện tích quá khiêm tốn, ví dụ những căn chung cư có một căn bếp rất là nhỏ, thì chúng ta nên có thể là nên đặt một cái kệ tủ bếp hình chữ Y. Ngược lại, ví dụ là nhà anh Điệp ở đây thì cái kệ tủ bếp này nó rất là vừa phải, cái không gian bếp nó vừa phải, cho nên chúng ta đặt kệ tủ bếp hình chữ L. Nếu như phòng bếp chúng ta rất là rộng, ví dụ như căn biệt thự chẳng hạn, thì quý vị có thể ưu tiên chúng ta đặt một cái kệ tủ bếp hình chữ U. Chữ U thì chắc chắn nó sẽ ưu điểm của chữ L là chúng ta sẽ tận dụng được thêm một cái mặt của tường nữa để chúng ta áp vào cái kệ tủ bếp. Và nhờ đó thì cái không gian bếp của chúng ta sẽ chất chứa được nhiều đồ đạc hơn. Có thể quý vị biến tấu cái kệ tủ bếp chữ L này, chúng ta đặt thêm một quầy bo là thành là kệ tủ bếp chữ U rồi ạ. Cũng rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà cái đó đòi hỏi là mình phải có một cái không gian bếp nó rộng rãi một chút xíu. Và cuối cùng thì chúng ta có thể biến tấu từ chữ U qua kệ tủ bếp chữ G, cũng là một cái dạng biến tấu từ chữ U mà thôi, cho những căn bếp rộng rãi quý vị nhé. Đó là về không gian tầng 1 của nhà anh Điệp. Tiếp theo, An sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến lên tầng 2. Với tầng 2 của nhà anh Điệp thì quý vị bước lên cầu thang 25 bậc tương ứng công thức 4N cộng 1 theo phong thủy ha, là tương ứng cung sinh đó, rất là tốt luôn. Thì chúng ta sẽ bắt gặp ngay phía trước là khu vực phòng thờ nè, có cửa mở ra khu vực sân chơi, một cái khu vực rất là rộng rãi ở phía trước luôn ạ. Ngoài sau sẽ có khu vực phòng sinh hoạt chung, có một phòng ngủ nữa, và ngôi nhà sẽ có là một phòng tắm nè, một nhà vệ sinh ở phía sau, một cái khu vực sân phơi ở đây. Và khu vực sân chơi thì như cái bản vẽ 3D hôm nãy đã nói rồi ha, ở phía bên trên của chúng ta sẽ đặt là đặt thêm một cái giàn hoa, cho nên là cái khu vực này An thấy nó cũng rất là thoải mái. Và liên quan đến phòng thờ thì đương nhiên về phong thủy chúng ta phải quan tâm, thì như An nói ngay từ ban đầu, chính là lúc mà về cửa đó quý vị, đó chính là tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long và hữu Bạch Hổ. Thì khi mà liên quan phòng thờ thì nó cũng vậy, tức là bên phải bàn thờ thì chúng ta không nên đặt đồ điện, bởi vì sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ ha. Bạch Hổ là hướng bên phải đó, thì thay vào đó chúng ta nên đặt Tỳ Hưu hoặc Long Quy, sẽ mang đến may mắn và tài vận cho gia đình của mình. Thì đây chỉ là một cái quan niệm An nghĩ là có thờ có thiên có kia có lành. Nếu mà chúng ta tin vào phong thủy mà chúng ta mong những cái may mắn đến thì tại sao không, đúng không? Chúng ta chỉ cần dời cái vị trí những cái đồ điện, những cái ổ cắm điện một chút xíu là chúng ta đã đạt được cái phong thủy tốt rồi. Thì quý vị nên lưu ý cho căn nhà của mình nhé. Ngoài ra thì liên quan đến một khu vực mà An nghĩ cũng rất quan trọng, đó là phòng ngủ, thì An cũng muốn chia sẻ một chút xíu. Đó là không biết quý vị đã từng biết chưa, đó chính là chiếc gương chúng ta không nên đặt đối diện với giường ngủ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì gương đối diện với giường có nghĩa là tấm gương phản chiếu cơ thể quý vị khi quý vị đang ở trên giường, làm cạn kiệt năng lượng cá nhân của quý vị khi quý vị cần nó nhất. Một tấm gương đối diện giường ngủ cũng được cho sẽ mang lại năng lượng của bên thứ ba và mối quan hệ thân mật của vợ chồng đôi lứa. Trên thực tế, quý vị có thể tỉnh giấc vào ban đêm và dễ bị giật mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương. Về lâu dài, điều này khiến cho quý vị cảm thấy bất an, mệt mỏi, ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy thì cách hóa giải cho cái vấn đề này như thế nào? Thì cách đơn giản nhất đó là thay đổi vị trí của gương. Nếu có thể, quý vị nên di dời gương soi sang vị trí khác thay vì đặt đối diện giường ngủ. Đây là mẹo hóa giải đơn giản và hiệu quả nhất. Để có phong thủy phòng ngủ tốt, quý vị chỉ nên đặt gương đối diện tủ quần áo hoặc góc làm việc. Và thông thường với các thiết kế của Mắt Hôn chúng tôi thì đa phần ở cái khu vực bàn trang điểm đó quý vị, chúng tôi đều đặt cạnh cái giường hết, cho nên chiếc gương sẽ đương nhiên sẽ đặt ở bên trên, ở ngay cái phần tường của bàn trang điểm, thì chắc chắn nó sẽ không đối diện cái giường ngủ. Cho nên đây là cái điều mà em thấy là kiếp sư của Mắt Hôn đa phần đều đã tính toán cho quý vị rồi.
Và cách thứ hai để chúng ta hóa giải vấn đề này là dùng vải che gương trong phòng ngủ. Đây cũng là giải pháp lý tưởng, tiết kiệm và dễ thực hiện để hóa giải cấm kỵ gương đối diện giường ngủ. Không cần phải sử dụng một mảnh vải quá lớn, chỉ cần vừa vặn che chắn bề mặt gương là đã có thể giúp cải thiện phong thủy phòng ngủ rất nhiều. Và một cách cuối cùng đó chính là sử dụng bình phong hoặc vách ngăn di động. Nếu phòng ngủ đủ rộng rãi, quý vị có thể sử dụng tấm bình phong nhỏ hoặc vách ngăn di động để ngăn cách không gian đặt giường và gương. Thì cái điều này nó sẽ áp dụng cho những căn phòng ngủ rất là rộng, quý vị có thể là phòng ngủ master chẳng hạn, thì chúng ta có thể đặt thêm một tấm bình phong hoặc là vách ngăn để chúng ta che chắn cái tấm gương lại. Nhưng mà nghĩ cách đơn giản nhất đó chính là ngay từ đầu khi mà chúng ta bố trí nội thất và thiết kế nhà thì chúng ta nên để ý vấn đề này và không nên đặt gương đối diện với giường ngủ, quý vị nhé. Và là ngày hôm nay Nhật An đã review quý vị về nhà anh Điệp ở Hải Phòng, một căn nhà 2 tầng mái Nhật với một phong cách mà chắc chắn rất nhiều quý vị sẽ yêu thích. Nếu quý vị chúng ta mong muốn thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Home và những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Home sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi nhé. Và cuối cùng Nhật An xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng.